Căn hộ rắt vàng 45 triệu đô la của tỷ phú Nga tại Mỹ. Tỷ phú Nga Valery Kogan vừa giao bán căn hộ sang trọng của mình. Tại trung tâm thành phố New York, Mỹ với giá 45 triệu đô la. Căn hộ lộng lẫy mang phong cách baroque của tỷ phú Valery Kogan thuộc tòa nhà trung cư Plaza Residences sang trọng, nằm tại Manhattan, thành phố New York. Căn hộ có diện tích hơn 418 mét vuông với các nội thất bên trong. Được trang hoàng rực rỡ, trông như một phiên bản thu nhỏ của cung điện Versailles danh tiếng. Mọi khu vực sinh hoạt của căn hộ đều mang vẻ đẹp hào nhoáng bởi nhiều nội thất. Được dắt vàng cầu kỳ tinh xảo. Không gian duy nhất, tại đây không bị che phủ bởi sự lấp lánh của những lá. Vàng là nhà bếp với tông, màu trắng đen chủ đạo cùng những trang thiết bị nấu nướng hiện đại. Phòng ăn thoáng, đã mang vẻ đẹp cổ điển với nội thất có hoa văn độc đáo, các khung cửa đem đến ánh sáng tự nhiên, và cảnh sắc thành phố. Căn hộ có tổng cộng 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Phòng ngủ chính trang nhã và rộng rãi được bài trí tinh tế với điểm nhấn là chiếc đèn chùm được thiết kế công phu phòng tắm chính rộng lớn với đầy đủ tiện nghi là sự kết hợp hài hòa của các loại đá quý như vàng mã não và thạch anh phòng làm việc kết hợp thư viện mang vẻ đẹp sang trọng thanh lịch với những bức tường ốp gỗ đem lại cảm giác ấm cúng bạn nghĩ gì về tin này hãy để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại